Dạ vâng, xin mến chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trở lại thông tin hôm nay, chúng ta cùng nhìn nhận về một thiền am trong hơn một năm qua đã xảy ra rất nhiều biến cố và thị phi. Hôm nay, chúng ta cùng nhìn nhận những vấn đề, những diễn biến phức tạp và những căn cứ đầu tiên khiến cho thiền am phải vướng vào vòng lao lý. Đó là tất cả những bản án liên quan đến các vấn đề mà đến hôm nay chưa có một lời giải. Hôm nay, chúng ta cùng nhìn lại và chúng ta cùng chia sẻ những vấn đề liên quan đến những bản án mà người thiền am luôn gánh gồng trên vai đến hôm nay chưa có một lời giải thích. Đó là bản án liên quan đến lợi dụng trục lợi trẻ mồ côi và liên quan đến loạn luân. Và bản án được kết thúc bởi 331. Thưa quý vị, nhắc đến ba từ nhạy cảm liên quan đến ADN, đây là một vấn đề nhạy cảm liên quan đến vụ án của tỉnh Thất Bồng Lai. Cơ quan chức năng đã tuyên bố là đã có kết quả ADN. Nhưng thực ra kết quả ADN là như thế nào và kết luận ADN là ra sao? Việc công bố kết quả ADN này có ảnh hưởng gì đến những thành viên trong thiền am hay không? Đặc biệt là những trẻ em, khi luật pháp có quyết định về việc mà được cho là quyết định về ADN. Thưa quý vị, tất cả những vấn đề liên quan đến ADN và liên quan sau khi kết thúc vụ án thuyền em vào ngày 3 tháng 11 vừa qua để lại dư luận xôn xao và bất bình về một phiên tòa cho một bản án chỉ là ở điều 331 với 6 thành viên trong thuyền em với bản án là 23 năm 6 tháng tù. Chưa đủ nhức nhối, chưa đủ xôn xao dư luận thì cơ quan chức năng lại thông báo về việc kết quả ADN và nhiều nguồn tin từ báo chí cũng chia sẻ về việc kết quả ADN này và thực hư kết quả ADN này sẽ như thế nào. Thưa quý vị, trong sự việc có nhiều thông tin về việc loạn luân trong vụ án thuyền am bên bờ vũ trụ liên quan đến kết quả ADN. Cái chính và cái căn bản nhất đó là kết quả xét nghiệm phân tích gen ADN của một cá nhân là bí mật riêng tư và chỉ được công khai khi có sự chấp thuận của cá nhân đó hoặc do cơ quan có thẩm quyền nhằm mục đích phục vụ cho một công việc nào đó. Do đó, việc cá nhân hay tổ chức tự tiện công bố kết quả của ai đó là đã vi phạm pháp luật. Thưa quý vị, như vậy chúng ta cũng đã thấy rất rõ liên quan đến kết quả ADN không chỉ đăng tải và chia sẻ trong thời gian rầm rộ trên mạng xã hội mà kết quả ADN này đã được tung trên mạng xã hội trong nhiều tháng trước đây. Và đây cũng là một điều ảnh hưởng đến uy tín, danh dự và nhân phẩm của những người trong thiền am. Thực hư về vụ việc này quan trọng như thế nào? Tại sao không có một đơn vị, cơ quan chức năng nào lên tiếng để phản bác lại tất cả những vấn đề khi những thông tin chưa được kiểm chứng được đăng tải rầm rộ trên mạng xã hội? Thưa quý vị, về kết quả ADN không thể thu thập từ một nguồn trôi nổi trên mạng hoặc những lời đồn và kết quả ADN chỉ nói lên mối quan hệ huyết thống giữa cha mẹ, con, anh chị em ruột hay ông bà, cháu nếu có. Về kết quả ADN và việc minh chứng cho sự loạn luân lại là một sự việc khác. Nó đòi hỏi rất nhiều yếu tố mà trong đó phải chứng minh những khía cạnh về pháp lý phức tạp, có thể nói là cực kỳ khó khăn. Thưa quý vị, nhưng tại sao về kết quả ADN lại dễ dàng trôi nổi trên không gian mạng rất nhiều trong những thời gian trước đây nhằm để bôi nhọ danh dự và để đánh đổi một sự uy tín danh dự của những cá nhân, những người trong thuyền em. Có thể người ta đã dùng cái truyền thông mạng này nhằm để vùi dập cái tên tuổi trong thuyền em. Thưa quý vị, riêng về vụ án 331 đối với những người trong thiền am, với mức án mà các cơ quan tố tụng dành cho những người trong thiền am về tội danh 331 này, một tội danh còn nhiều tranh cãi và nhiều tình tiết chưa được làm rõ, chưa được thuyết phục dư luận, như việc không cho các bị cáo đối chất với bị hại để xác định lỗi lầm của họ, không xem xét nguyên nhân,
không giám định các chứng cứ do bên biện hộ giao nộp, dù chấp nhận hay không chấp nhận, và cả sự mất tích bí ẩn của cô Diễm My, người được cho là đóng góp một vai trò quan trọng trong việc xem xét về hành vi vu khống xúc phạm đến công an, thì có thể khẳng định nếu như người Thiền Am mà có thêm một tội danh nào đó với mức án nặng hơn và có căn cứ thì họ đã bị xử lý cực kỳ nghiêm khắc, hoàn toàn không có chuyện vì lý do nhân đạo trong vụ án này. Thưa quý vị, như vậy đối với phiên tòa diễn ra tại tỉnh Long An trong thời gian vừa qua khiến cho dư luận băn khoăn, để lại cho dư luận một nỗi niềm trăn trở về pháp luật Việt Nam, liệu cái tính công tâm, cái tính khách quan và quan trọng hơn là cái nhân quyền của Việt Nam ở đâu? Thưa quý vị, tất cả những người trong Thiền Am đều bị quy kết bởi chỉ là điều 331, nhưng với một bản án thật là khắc khe. Chúng ta cũng đã thấy đó, một cụ ông ngồi 90 tuổi nhưng lại bị cáo buộc với tội danh là kẻ chủ mưu, kẻ đã dàn dựng ra tất cả những tác phẩm, những kịch bản để cho những thành viên trong Thiền Am chia sẻ, tung lên mạng xã hội, và đó là chứng cứ để quy kết trong vụ án này. Và cái kết cho những người trong Thiền Am là một mức án 23 năm 6 tháng cho 6 thành viên. Đặc biệt trong bản án này có 2 người lớn tuổi lại lãnh một mức án rất là cao. Thưa quý vị, liên quan đến việc này, chúng ta thấy rằng lòng nhân đạo của con người Việt Nam ở chúng ta ở đâu? Xưa nay vốn dĩ người Việt Nam luôn biết mở lòng từ bi, luôn thể hiện cái tính nhân từ nhân đạo. Kể cả pháp luật cũng đã xây dựng nên một cái phương pháp gọi là nhân đạo trong cách hành xử đối với pháp luật. Nhưng cái sự từ bi hỷ xả của con người đã biến mất khi cái sự ganh tị, ganh tức của con người và sự hận thù lên cao, cho nên đã khiến cho cái lòng vị tha, từ bi hỷ xả trong con người mất đi. Tất cả điều đó chúng ta cũng đã biết, nguyên nhân xuất phát chỉ từ sự mâu thuẫn đơn giản của con người, mà những kẻ mạnh đã ức hiếp người yếu hèn. Nhưng đó phải chăng là quy luật sinh tồn? Nhưng thực ra ai cũng là con người, ai cũng 9 tháng 10 ngày sinh ra. Nhưng tại sao họ không nhìn nhận ra cái sứ mệnh và số phận của mỗi con người, mà họ lại đày đọa lên cái lòng nhẫn nại, lòng từ bi của con người để vùi dập những kẻ yếu hèn như vậy? Thưa quý vị, trong vụ án Thuyền Am để lại một dư âm về phiên tòa, để lại dư âm về lịch sử tố tụng của pháp luật Việt Nam, khiến cho cộng đồng trên cả thế giới này hoang mang. Liệu bản án đối với những người trong Thiền Am có khách quan, có công tâm hay không? Có đem lại cái nhìn thiện cảm đối với người dân hay không? Thực ra một bản án khi kết thúc đem lại quá đau thương cho những người trong Thiền Am. Những người yêu mến, quý mến Thiền Am, họ luôn hướng về và mong rằng những người trong Thiền Am luôn vượt qua cái thử thách này, vượt qua cái sứ mệnh này và hãy vững tin để đứng lên. Thưa quý vị, đến giờ này chúng ta cũng đã biết, dù sao thì bản án cũng đã gắn kết cho những người trong Thiền Am. Và điều quan trọng hơn là những diễn biến tiếp theo của vụ việc này và sứ mệnh của những người trong Thiền Am còn lại có còn được yên thân để chờ, để tiếp bước trong cái sự sống của những ngày còn lại hay không, hay họ lại bị tiếp tục bị đày đọa bởi những bản án khác mà họ đã vừa tuyên bố trong thời gian vừa qua. Thưa quý vị, về kết quả ADN, về kết quả tất cả những vấn đề này, họ có thể cáo buộc những người trong Thiền Am ở tội được cho là lợi dụng trục lợi trẻ mồ côi để chiếm đoạt tiền của bá tánh, tiền của các mạnh thường quân. Nhưng thực ra cái nguồn tiền này xuất phát từ đâu? Xuất phát từ lòng trắc ẩn, lòng từ bi, lòng cảm thương vô độ của người dân Việt Nam. Họ biết san sẻ yêu thương, họ biết chia ngọt sẻ bùi, biết dành những chút yêu thương thân thiện nhất để đem đến cho những người trong Thiền Am.
Nhưng đến bây giờ chúng ta cũng đã thấy chính cái sự yêu thương này cũng đã bị lợi dụng, cũng đã bị vùi dập. Và cũng chính cái sự yêu thương của đồng loại, của nhân loại như thế này cũng đã bị ganh tị và sân si bởi những thế lực, bởi những kẻ ganh ăn tức ở, bởi những kẻ không nhìn thấu rõ được cái đạo lý của cuộc đời. Cho nên họ tìm mọi cách để cố vùi dập và đưa thiền am, đưa những người trong thiền am về bến bờ của ngõ hẹp. Thưa quý vị, liên quan đến tất cả những vấn đề còn lại cho những người trong thiền am, đây là một nỗi trăn trở, một niềm băn khoăn và lo âu. Liệu sứ mệnh của những người còn lại trong thiền am có được yên thân khi cơ quan chức năng sẽ tiếp tục đưa ra những phán quyết và có thể khởi tố họ trong những bản án tiếp theo hay không? Chúng ta vẫn chờ xem tất cả những diễn biến tiếp theo mà động thái mới từ cơ quan chức năng họ sẽ đối xử với những người trong thiền am còn lại như thế nào. Nhưng chúng ta vẫn tin một điều rằng thiền am họ đã chiến thắng trong cái chân lý của sự sống, chiến thắng trong cái chân lý của lẽ phải và cái đức tin của Phật Pháp. Cho nên họ vẫn hiên ngang, luôn ngẩng cao đầu và tự tin ở sứ mệnh này, và mong rằng họ sẽ vượt qua kiếp nạn này và thử thách này để họ vững tin để vươn lên. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý và lắng nghe đoạn thông tin này. Xin mến chúc quý vị và các bạn luôn được bình an và hạnh phúc. Xin mến chúc quý vị một mùa xuân Giáp Thìn năm 2024. Xin mến chúc tất cả mọi người trên toàn thế giới này hưởng trọn một mùa xuân an lành, an vui và mọi điều tốt đẹp đến với mọi người, mọi nhà. Xin mến chúc cho gia đình thiền am tai qua nạn khỏi. Xin kính chúc sức khỏe đến mọi người, mọi nhà. Mình xin gửi lời chào thân ái ạ.